Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Mình biết là rất lâu rồi thì mình mới ra video mới, nhưng mà video ngày hôm nay mình mong nó sẽ là một video ngắn. Khi mình đi học đại học xa nhà thì thường thường những tháng đầu tiên phụ huynh sẽ hỗ trợ cho mình một phần nào đó chi phí. Mình nói vậy thôi chứ thật ra là ba mẹ mình nuôi mình cả 4 năm trời ăn học luôn. Nếu như mà các bạn đã xong học đại học xong hoặc các bạn đã biết hết rồi thì mình có thể bỏ qua video này và coi một video khác. Còn nếu như các bạn chỉ mới 11, 12 và các bạn đã có ý định là sẽ đi học đại học ở xa, các bạn chưa biết là cách thức chuyển tiền như thế nào, thật ra mình nghĩ là bây giờ mọi người cũng sẽ biết nhiều, nhưng mà có một vài bạn sẽ hơi xa lạ với cái vấn đề đó. Như kiểu ở nhà thì ba mẹ sẽ lo hết, còn khi mình đi xa thì mình không biết tiền bạc nó sẽ tới tay mình như thế nào. Thì video này là dành cho mọi người nha. Có rất nhiều cách để có thể chuyển tiền. Ở đây mình muốn nói về khoảng cách địa lý. Ví dụ như mình ở Đà Lạt, còn hồi đó mình học đại học ở Sài Gòn. Cách đầu tiên đó là có thể gửi xe thành bưởi. Đặc biệt là với những vật có giá trị mà là tiền á, thì thành bưởi sẽ hỏi là cái đó là gì, bao nhiêu tiền. Thì các bạn sẽ mất cái khoản phí. Ví dụ như gửi đồ á, thì nó chỉ tầm 20-25 nghìn, nhưng mà gửi tiền á thì cái tiền mà để gửi nó sẽ nhiều hơn. Nếu như mà các bạn gửi xe hơi xa một tí á, thì nó sẽ lâu. Còn thành bưởi á, thì hôm nay gửi mai tới rồi. Nói chung là mình không có nhận tiền quảng cáo cho thành bưởi, nhưng mà đúng là thành bưởi tiện lợi thật. Và mình nghĩ là nếu các bạn hay đi du lịch Đà Lạt á, thì các bạn cũng sẽ biết là thành bưởi nó lợi như thế nào. Bạn ở nhà người quen, sau đó là chi phí sinh hoạt của bạn á, thì sẽ là người quen đưa và ba mẹ bạn sẽ thanh toán một lần. Thanh toán bằng một cách nào đó thì ba mẹ bạn và người quen sẽ trao đổi với nhau. Nhưng mà cách này nó hơi bất tiện, tại vì không phải là người quen nào cũng sẽ có sẵn tiền để mà trả thêm cho một người. Chi phí sinh hoạt nó không nhẹ nha. Chung là mình thấy cái cách này nó hơi bất tiện và khá ít người xài. Chỉ là một gợi ý, ví dụ như những ngày đầu tiên mà mình chưa kịp mở thẻ ngân hàng, mình cũng chưa tìm được cái phương tiện để mà chuyển tiền tới, thì mình có thể gọi là tạm ứng trước của người quen, sau đó thì ba mẹ mình có thể hỗ trợ mình một phần sau đó nữa. Và cách cuối cùng để mà chuyển tiền vô cùng là tiện lợi luôn, mà mình cảm thấy là bây giờ nói chung là sẽ có nhiều khó khăn nếu như mà trước giờ các bạn chưa dùng chuyển tiền quen, để sau này mình có thể thanh toán tiện lợi hơn. Dùng để đóng học phí thì nó cũng sẽ tiện hơn là khi các bạn phải xuống dưới đó chờ xếp hàng này kia để mà đóng học phí á. Hoặc là khi mà mình mua hàng á, nếu như mà mình có một cái tài khoản ngân hàng riêng và mình liên kết nó với những cái trang thương mại điện tử thì nó sẽ có được nhiều ưu đãi hơn. Như các bạn học ở trong Sài Gòn đi, nhưng mà tiền điện nước ngoài quê các bạn vẫn có thể đóng được. Và khi mà mình liên kết với một trang thương mại điện tử, nó sẽ có nhiều ưu đãi. Ví dụ như nó sẽ hoàn lại cho các bạn bao nhiêu phần trăm đó, nó không nhiều nhưng mà tích tỷ thành đại, và đúng không? Thì dần dần đó, cái tiền đó nó là tiền thật nha, và có thể dồn lại để mua được một cái sản phẩm, một món hàng khác. Chuyển tiền qua ngân hàng thì có hai hình thức. Ví dụ như mình đi, mình có con thì mình sẽ cầm tiền ra ngoài cái ngân hàng đó. Bất kỳ ngân hàng nào chung với cái ngân hàng mà bạn mở tài khoản, hoặc là khác ngân hàng cũng được. Nhưng mà khác ngân hàng thì phí nó sẽ cao, còn chung ngân hàng thì phí nó sẽ rẻ hơn. Nhưng mà khi mà mình mang tiền ra như vậy mình chuyển thì nó sẽ có một số cái bất cập. Ví dụ như các bạn sẽ phải chờ xếp hàng, chờ lấy số, các bạn sẽ phải trả tiền phí. Khi người lớn chuyển tiền đi thì nó hay xảy ra một cái tình trạng được gọi là điền sai phiếu thông tin và phải điền lại. Nói chung là nó sẽ khá tốn thời gian. Hồi đó thì mẹ mình những ngày đầu tiên mà chưa quen đi chuyển tiền cho mình, nó mất tầm cả tiếng đồng hồ, thì tính ra là đang làm việc dở chừng xong rồi phải đi chuyển tiền rồi lại đi về làm việc tiếp, thì nó rất là khó khăn. Nên là để giải quyết tình trạng đó thì các bạn có thể tạo một cái tài khoản riêng cho phụ huynh của mình ngay từ bây giờ. Mình hướng dẫn ba mẹ mình sử dụng những cái thao tác cơ bản thôi, ví dụ như chuyển tiền này, nạp tiền. Ví dụ như mình đang xài Techcombank á, thì có cả cái dịch vụ mà nạp tiền ngoài KTM á, là mình đem tiền ra ngoài đó mình bỏ vô thôi. Và mức một ngày của nó nhiều lắm. Nói chung là mình cũng đi học mà, nên là mình nghĩ là không có kiểu quá được cái hạn mức đó đâu. Xong rồi mình mang cái tiền đó mình bỏ vô KTM về nhà, là mình chỉ việc chuyển tiền, mình chuyển bao nhiêu cũng được. Và Techcombank á, thì nó chuyển cả nội mạng cả ngoài mạng đều là miễn phí hết. Ngoài ra thì có một số ngân hàng cũng bổ trợ cái chính sách mà miễn phí chuyển khoản đó, ví dụ như Agribank nè. Lại là rất là nhiều ngân hàng các bạn có thể tham khảo, bao gồm phí dịch vụ nè, phí chuyển khoản, tiền để kiểu duy trì tài khoản, rồi phí thường niên hàng năm để mà mình lựa chọn ra một cái ngân hàng phù hợp. Và nếu như mà cái địa lý của nó gần nhà mình đó, thì nó sẽ tiện cho ba mẹ mình hơn. Thì đây là một cái video ngắn thôi. Mình biết là sẽ có khá nhiều bạn không cần video này, nhưng mà mình mong là nó sẽ đến được với những bạn mà còn đang bỡ ngỡ với việc mà sinh hoạt phí hàng tháng. Chẳng hạn làm sao để mình có thể gửi nó từ nhà đi vô Sài Gòn á, vùng đó rất khách quê người. Và mình nghĩ là để tốt nhất thì các bạn nên tạo một cái tài khoản ngân hàng, sau đó chuyển ra chuyển vô, thì mọi cái chi phí của mình nó như ở Sài Gòn nó đều phát triển rồi, các bạn có thể thanh toán bằng thẻ, tiền mặt, quét mã thì nó sẽ an toàn hơn là mang theo tiền mặt ở bên người á, nó tiện lợi hơn. Thì cảm ơn mọi người đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau.
nhiều hơn nữa và nhớ có chu nghe, tại vì mình sẽ cố gắng ra video đều đặn hơn. Và cảm ơn tất cả mọi người đến bây giờ vẫn còn đi xem kênh của mình, dành thời gian quý báu để xem kênh của mình. Cảm ơn mọi người. Lưu bậy kìa mọi người.